CDT News, chuyên gia khuyên hàng ngày phải dùng mật ong vào thời điểm này để cơ thể cả đời không dính bệnh tật. Mật ong rất tốt cho sức khỏe, tuy nhiên tùy thuộc vào từng thời điểm uống mà mật ong phát huy những tác dụng khác nhau. Dưới đây là 5 thời điểm vàng để thưởng thức nước mật ong được đăng tải trên trang Sina Health của Trung Quốc. Một chén nước mật ong cho buổi sáng sớm rất có lợi cho việc làm sạch dạ dày, đồng thời hỗ trợ cơ thể giải trừ độc tố. Chỉ số năng lượng do mật ong cung cấp cao gấp 5 lần so với sữa tươi, do đó loại thực phẩm này có thể bổ sung năng lượng cho cơ thể chỉ trong thời gian ngắn, làm tiêu trừ mệt nhọc và giảm cảm giác đói. Vì thế, thưởng thức một cốc nước mật ong vào buổi sáng sẽ mang lại cho bạn một sức khỏe tốt và tinh thần sảng khoái. Những người có dạ dày không tốt nên dùng pha mật ong với nước ấm khoảng 30 độ C pha để tránh tiêu chảy, viêm dạ dày. Uống buổi chiều bổ sung năng lượng. Khoảng thời gian giữa bữa trưa và bữa tối, 3 đến 4 giờ chiều là lúc cơ thể tiêu hao nhiều năng lượng và tương đối mệt mỏi. Vào lúc này, chúng ta sẽ rơi vào trạng thái đói. Khi đó, uống một chén nước mật ong ấm sẽ giúp não bộ đang trì trệ trở nên tỉnh táo, đồng thời bổ sung thêm đường và năng lượng để tiếp sức cho cơ thể trong những giờ làm việc tiếp theo. Uống trước bữa ăn, ức chế axit dạ dày. Đối với axit dạ dày, mật ong đóng một vai trò tương đối quan trọng. Loại thực phẩm này có chức năng điều tiết sự phân bố axit dạ dày một cách bình thường. Do đó, vào khoảng 30 phút trước khi ăn, chúng ta nên uống một cốc nước mật ong để ức chế các axit dạ dày, giảm thiểu sự kích thích của thực phẩm đối với niêm mạc của cơ quan tiêu hóa này. Uống sau khi ăn, hỗ trợ tiêu hóa. Sau bữa cơm, nhất là khi ăn quá no, công năng tiêu hóa của dạ dày bị suy giảm, gây khó khăn cho việc bài tiết. Mật ong có công dụng kích thích sự đào thải của ruột già, rút ngắn thời gian đi vệ sinh và tiêu trừ một số chứng bệnh tiêu hóa kém. Uống trước khi đi ngủ, tĩnh tâm, an thần. Đường và các vitamin trong mật ong có khả năng điều tiết hệ thần kinh, giảm căng thẳng, hỗ trợ giấc ngủ mà không có tác dụng phụ. Vì vậy, thưởng thức một cốc nước mật ong trước khi lên giường sẽ giúp bạn thư giãn tinh thần, nâng cao chất lượng giấc ngủ. Một số món ăn bổ dưỡng kết hợp cùng mật ong. Mật ong và sữa. Một bữa sáng hoàn hảo có thể bắt đầu với mật ong và sữa bò tươi vì có chứa monosaccharide nên nhiệt năng trong mật ong tương đối cao, cơ thể có thể được hấp thu trực tiếp. Trong khi đó, mặc dù giá trị dinh dưỡng của sữa phong phú nhưng nhiệt năng thấp, không đủ để duy trì năng lượng cho các hoạt động hàng ngày. Kết hợp sữa và mật ong vào bữa sáng có thể bổ sung đầy đủ năng lượng, vitamin và các axit amin cần thiết cho cơ thể để duy trì sức khỏe và tinh thần từ sáng tới trưa. Lưu ý, trong các loại sữa, mật ong rất kỵ sữa đậu nành. Thạch cao trong đậu phụ và đường trong mật ong có thể phản ứng với nhau, gây ra hiện tượng kết tủa trong dạ dày, gây ra các hiện tượng khó thở, hụt hơi, hôn mê, đặc biệt nguy hiểm đối với người có tiền sử mắc các bệnh tim mạch. Salad mật ong trái cây. Cắt hoa quả thành từng miếng vừa miệng, sau đó trộn cùng mật ong. Món ăn này không chỉ có công dụng dưỡng nhan, giảm béo mà còn rất tốt với những người táo bón lâu ngày. Kết hợp mật ong và chanh. Pha 2 muỗng canh mật ong và 1/4 thìa nước cốt chanh tươi cùng với 1 cốc nước sẽ tạo nên một thức uống giúp tăng cường hệ miễn dịch cho sức khỏe của bạn. Nên uống từ 2 đến 3 cốc một ngày để đạt được hiệu quả tốt nhất. Đối với những người nhiều bệnh, thể chất yếu và trẻ em còi xương, đây cũng là một lựa chọn lý tưởng để cải thiện tình trạng thể chất. Cảm ơn bạn đã ghé thăm bản tin của chúng tôi. Mời bạn nhấn nút đăng ký để cập nhật tin tức mới nhất nhé!